Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đêm nay và ngày mai tại Bắc Bộ trời vẫn tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm phổ biến từ 7 đến 10 độ. Riêng khu vực vùng núi là từ 4 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ. Ban ngày trời chuyển nắng hanh với nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều có thể lên đến khoảng từ 16 đến 19 độ, vùng núi dưới 15 độ. Và với các tỉnh phía Đông Bắc Bộ thì nhiệt độ vào khoảng là từ 17 đến 20 độ, có nơi trên 21 độ. Tại Trung Bộ, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh và nhiễu động gió đông nên khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, cục bộ có nơi có mưa to. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông suối nhỏ, trượt lở đất ở trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trời vẫn tiếp tục rét và rét đậm trên khu vực các tỉnh phía Bắc miền Trung, còn từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận thì nhiệt độ cao nhất ngày có thể lên đến khoảng từ 21 đến 24 độ ở phía Bắc và 25 cho tới 28 độ ở các tỉnh phía Nam của khu vực. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào ngày mai 24 tháng 12 có thể xuất hiện mưa rải rác, riêng tại phía Đông Tây Nguyên có thể cục bộ có mưa vừa mưa to. Từ khoảng ngày 25, mưa tại khu vực này có xu hướng giảm nhanh. Nền nhiệt không biến động quá nhiều, cao nhất ngày tại Tây Nguyên phổ biến từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 27 độ và tại Nam Bộ thì nhiệt độ vào khoảng là 30 đến 33 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục dồn thêm xuống nên tình trạng gió mạnh trên các vùng biển vẫn sẽ kéo dài. Trong đó, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa là vùng có gió Đông Bắc mạnh nhất. Tại đây, cường độ gió vẫn giữ ở mức là cấp 7, có lúc mạnh tới cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động rất mạnh. Trong khi đó, với khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 23 tháng 12 xin được khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.